Hôm nay, 26 tháng 3, thành phố Uông Bí tổ chức thông tin báo chí về sự việc thỉnh vong giải oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng, tham dự có phóng viên của nhiều cơ quan báo chí truyền thông. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh, sau khi thông tin những điểm cơ bản liên quan đến vụ việc, trên tinh thần thẳng thắn cởi mở, lãnh đạo thành phố Uông Bí cũng như Sở Thông tin Truyền thông tỉnh đã trả lời cụ thể các câu hỏi của phóng viên về trách nhiệm quản lý các hoạt động tôn giáo, quản lý tiền công đức, quản lý các trang thông tin tại chùa Ba Vàng. Trong đó nhấn mạnh với tinh thần trách nhiệm khẩn trương, song thận trọng, tuân thủ các quy định của nhà nước, ngay sau khi có phóng sự của báo Lao động phản ánh về hoạt động thỉnh vong cúng an gia trái chủ tại chùa Ba Vàng, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Úng Bí chủ trì cùng các sở ngành của tỉnh đã khẩn trương làm việc với chùa Ba Vàng, tiến hành xác minh các nội dung được phản ánh trên báo Lao động, đồng thời xử lý ban đầu một số vi phạm hành chính. Cụ thể, căn cứ luật tín ngưỡng tôn giáo và ý kiến chính thức của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, cũng như các kết quả làm việc trước đó của đoàn công tác của thành phố với trụ trì chùa Ba Vàng, ngày 22 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí đã ban hành văn bản số 675 UBND yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng chấm dứt các hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019, đã thông báo với các cấp chính quyền theo quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo có biện pháp chấn chỉnh việc giảng pháp của tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng, giáo dục tăng ni Phật tử thực hiện nghiêm giáo lý của nhà Phật và các quy định của pháp luật đối với công dân Phạm Thị Yến, chủ tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, nhân vật được phản ánh trong phóng sự điều tra của báo Lao động là người thực hiện hoạt động thỉnh vong và cúng oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng trong thẩm quyền, phường Quang Trung và thành phố Uông Bí đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại điều 15, nghị định số 158 2013 NĐCP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Đồng thời, công an thành phố Uông Bí đã có thông báo không chấp nhận cho công dân Phạm Thị Yến tạm trú và không được hành nghề mê tín dị đoan tại chùa Ba Vàng. Để tiếp tục làm rõ vụ việc nêu trên, các cơ quan công an đã và đang thu thập tài liệu, nếu đủ cơ sở kết luận sai phạm như báo Lao động đã nêu thì sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thành phố Uông Bí chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra xác minh và tuyên truyền cho nhân dân ổn định hoạt động tại chùa Ba Vàng. Đối với các trang web trang thông tin của chùa Ba Vàng, Sở Thông tin Truyền thông sau giả soát nhận thấy nhà chùa chưa chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế và tổ chức hoạt động đối với trang thông tin điện tử đã yêu cầu dừng hoạt động để hoàn thiện thủ tục quy định của pháp luật. Tại hội nghị thông tin báo chí, lãnh đạo thành phố Bí khẳng định các di tích, các lễ hội đều phải tuân thủ quy định của pháp luật. Nếu phát hiện vi phạm đều phải xử lý công bằng. Đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xử lý nghiêm khắc những hành động vi phạm hiến trương Phật giáo, pháp luật nếu có đồng thời mong muốn có cơ chế minh bạch hoạt động quản lý di tích di sản. Lãnh đạo thành phố cũng khuyến cáo nhân dân, Phật tử, cần tỉnh táo, giữ vững niềm tin tôn giáo, sống tốt đời đẹp đạo, không bị lợi dụng bởi những hành vi dùng tôn giáo để trục lợi. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng bí đề nghị các cơ quan truyền thông, các phóng viên cùng với các cấp chính quyền tuyên truyền cho nhân dân bài trừ những hoạt động mê tín dị đoan, kiên quyết không tham gia, tuyên truyền mê tín dị đoan trong các cơ sở thờ tự.